Dạ con kính nhờ ban tổ chức chuyển tới camera Diệu An Hà Nội ạ. À, kính chuyển tới lão cư sĩ Diệu Âm câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin bác đọc câu hỏi đi ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con xin hỏi một câu hỏi ạ. A Di Đà Phật. Xin lỗi vì xúc động quá. Bố con có 6 chị em, 2 con trai và 4 chị em gái. Chúng con đầy đủ duyên lành, có gặp được pháp môn niệm Phật, niệm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Mẹ con thì đã mất cách đây 5 rồi. Bố con cũng đã ăn chay niệm Phật từ sau khi mẹ con mất. Hai cậu không tin Phật và lại là không ủng hộ, rồi còn phỉ báng rất là nặng nề. Hiện nay bố con không còn tài sản gì, nhưng đối với chị em chúng con thì cũng không có vấn đề gì cả, mà chỉ mong bố niệm Phật và cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Chị em chúng con tạo mọi điều kiện để bố niệm Phật, nhưng bố vẫn lưu luyến thế sự quá nhiều. Dạ xin lão cư sĩ Diệu Âm, là bố con hiện giờ vẫn đang ở trên Zoom ạ. Và cũng đã được lão cư sĩ khai thị cho một lần rồi ạ. Và chúng con cũng có động viên bố buông bỏ hết, nhưng cụ vẫn chấp rất là nhiều. Đã nhiều lần con trai cụ đuổi cụ và đập bát hương. Rồi cụ lên con gái ở nguôi nguôi một chút thì cụ lại đòi về nhà con trai. Và chúng nó chẳng, cụ nói cụ muốn là để ở để cho các con nó không thể là mang tiếng là người con bất hiếu, mà mặc dù là nó đã là dần rất là bất hiếu rồi, nhưng mà cụ vẫn muốn là che chở cho, là che mắt hàng xóm, che mắt thế gian là nó vẫn là phụng dưỡng bố. Nhưng con buồn lắm, nhưng là con đã khóc rất nhiều, mỗi lần là rất là tiếc cho bố, tiếc cho mẹ con, là lúc mẹ con lâm chung thì chúng con không được hộ niệm, mà chúng con chưa hiểu được cái pháp môn này. Mình cũng tiếc cho bố con, nhiều lúc chúng con muốn buông luôn, nhưng muốn hỏi điều gì ạ? Nhưng mà nghe lão cư sĩ, dạ nghe lão cư sĩ Diệu Âm thư cho cha má thì chúng con lại muốn hy vọng. Dạ con hy vọng là khi bố con còn hơi thở thì con vẫn hy vọng là nhờ lão cư sĩ Diệu Âm, là bây giờ chúng con phải làm gì để cho bố con hiểu và tin được cái pháp môn này, để cho khỏi buông nó luống qua mất cái cơ hội để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì bố con năm nay đã là 89 tuổi rồi ạ. Con cũng cảm ơn lão cư sĩ Diệu Âm và cảm ơn tất cả các chư lên hữu đồng tu đã có bỏ thời gian để nghe cái gia cảnh nhà con ạ. Được rồi, tôi hiểu được cái đại ý của bác rồi. Bây giờ bác chỉ có tự bác niệm Phật cho trong thành. Rồi mỗi lòng niệm Phật xong, bác thành tâm đem công đức hồi hướng cho bố đi. Còn Phật gia trì cho bố đi. Nếu có chút ít tiền phóng sanh, hồi hướng cho chư vị bán thân trái chủ của bố đi. Để cầu mong cho bố thay tâm đổi tánh, phát khởi tín tâm niệm Phật, thì bố mới có thể được phần vãng sanh. Nếu mà bố không chịu niệm Phật, bố cứ lo chuyện thế sự, nghĩ chuyện thế gian, làm theo thế gian, thì xin thưa với bác, đành rằng bố đi đường bố. Còn riêng chị hãy lo niệm Phật, quyết chí trở về Tây Phương Cực Lạc đi. Sau này gặp lại bố ở trong cảnh giới nào, chúng ta cố gắng tớ khuyên, giống như Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Những người mẹ của Ngài không tin Phật, nhiều người mẹ đã xuống địa ngục chịu nạn. Ngài đành với thề rằng là địa ngục mà không trống thì Ngài không thành Phật. Tại vì mẹ của Ngài ở dưới địa ngục nhiều quá.
Ngài quyết lòng tớ cứu. Ngài tớ ngài khuyên, khuyên đến rơi nước mắt. Trong nước mắt còn có pha lẫn máu nữa. Để mong cho những người mẹ mình tin tưởng mà phát tâm đi. Chỉ có người mẹ của Ngài phát tâm niệm Phật thì người mẹ của Ngài mới được giải thoát. Chứ Ngài không biết cách nào khác không. Nên nhớ cho con tu con đắc, cha tu cha đắc. Con tu mà cha không tu, cha đành phải chịu đọa lạc. Vậy thì mình làm con muốn trả hiếu với cha mẹ, tự mình phải quyết chí tu hành, tự mình phải niệm Phật, tự mình phải hứa rằng cha mình có bị đọa lạc, mình không thể nào vì người cha trong đời này mà đi đọa lạc với cha. Cha đọa lạc một nơi, con đọa lạc một ngã, hai người đọa lạc không cứu được nhau đâu. Chỉ có một người trong tù và một người ở ngoài tù mới tìm cách đem phước báu gì đó, cung ứng gì đó để cứu khổ cứu nạn cho người cha. Và nên nhớ cho chỉ còn con đường là tự mình phải giải thoát để đời đời kiếp kiếp sau này tìm cách cứu cha mẹ sau. Nhớ nhé chư vị, chứ còn như cha mình quyết lòng không niệm Phật thì đành phải chịu thua, không cách nào có thể cứu khổ cứu nạn gì được đâu. Dù ông này cũng đã hết lời, không cách nào có thể cứu một người mà quyết tâm không tin tưởng đâu nhé. Yên chỉ đi chư vị, nhớ cho mình có rất nhiều người cha, có rất nhiều người mẹ đã bị đọa lạc rồi. Vì một người cha trong đời này, ta sẽ thương đến hàng vạn người cha trong nhiều đời khác, để chúng ta quyết chí trở về Tây Phương. Lúc đó không phải đi cứu một người cha, mà chúng ta phải tìm cách đi cứu hàng vạn người cha trong nhiều đời nhiều kiếp khác. Hiểu không Diệu An? Nhớ nhé, tự mình phải tu, tự mình phải giải thoát để sau này tính sau, chứ không có cách nào khác hơn vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Ông đã từ bi hướng dẫn khai thị và trả lời câu hỏi trong buổi tối ngày hôm nay.